Xin chào bạn, cho quay trở lại với tôi máy tính. Video này tôi sẽ hướng bạn là cách ẩn hiện cái phím điều hướng trên con máy Vivo i17 nhé. Đây, ví dụ ở đây nó có đa nhiệm này, home này, back này. Ta muốn sử dụng là vuốt qua lại hoặc sử thao tác cử chỉ. Hoặc bạn có muốn bị bạn lên bàn mới rồi, nó không có cái back home đa nhiệm, bạn quay về đây. Ta thể hiện sau. Tiến tới giúp cài đặt, ta sẽ kéo xuống chọn là điều hướng hệ thống. Đây, ở đây nó đang thứ tự nhá. Đây, các bạn có thể chọn là back home hoặc nút nó hình như nào, mũi tên hoặc là back như này, màu. Đấy, tùy chọn hoặc trong suốt hoặc trắng. Đấy, ví dụ back bên này, home đa nhiệm bên này, hoặc back home đa nhiệm như này. Còn điều hướng cử chỉ này, hãy xem thử nhé. Rồi, ta sẽ vuốt lên như này. Đấy, vuốt lên. Đấy, nó sẽ về màn hình chính, vuốt vào đây. Nó sẽ về đa nhiệm. Vuốt ở dưới lên giữ, nó sẽ về đa nhiệm nhé. Đó, xong, kết thúc hướng dẫn đây. Nếu muốn bạn quay về vị trí, quay về có hiện như cũ, bạn chọn vào đây. Đấy, chỉnh nút thì bên này. Rồi xong. Vừa rồi mình vừa giới thiệu là cách ẩn hiện phím điều hướng trên con máy Vivo i17. Chúc các bạn thành công. Quan nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Chào bạn.